Em chào anh khách ở An Giang. Thì cái con quả lưới Sure 600 VA của anh em sửa xong rồi nha. Em đang đấu với tấm pin năng lượng mặt trời của em vào nè. Và qua đây. Và hiện tại là nó đang chạy nha, nó đang hòa lưới. Thì đây cái là đồng hồ của anh đây, để xem coi nó đẩy vào trong lưới điện bao nhiêu watt nha. Em đang hòa với 400 watt pin. Điện áp của lưới là 222V nè. Ở đây coi nó đẩy vào trong lưới là bao nhiêu, 94W nha. Nó đang hòa 94W. Đấy. Thì chạy ổn định nha. Em sửa xong rồi, bây giờ em test thôi. Để chạy như thế này nó ổn thì em sẽ đóng gói hàng và em giao cho anh ha. Cái đồng hồ này thì một hồi nữa thì em sẽ reset nó lại để cho các cái thông số nó trở về không hết. Đang mình tính lại từ đầu ha. Đang hòa 94W nè, 96W. Nó chết như thế này là do cái tấm pin của em á, điện áp đầu vào nó bị thiếu, nó không có đủ theo cái dãy này. Cái tấm pin của em là tấm pin vỡ cho nên là nó điện áp nó có 40V thôi. Và ở đây ghi là áp hở mạch là 42 đến 45 ha, áp hở mạch của em nó cũng chưa tới 42. Cho nên là vào là nó chạy cái khoảng MPPT thì nó chạy từ 30 đến 40V, nó vẫn chạy được ha. Nó vẫn chạy được. Để xem lại coi hiện tại giờ nó đẩy vào lưới bao nhiêu watt nha. Đang đẩy vào lưới là 100W, 94W. Thì em cũng có nhận sửa những con hòa lưới như thế này, hoặc là những con hòa lưới solar Epic, hoặc là những cái con biến tần, kích điện, năng lượng mặt trời các thứ. Mọi người có những cái thiết bị này mà bị hỏng thì có thể liên hệ về bên em để em sửa nha. Rồi thì cái đây đơn hàng của anh khách ở Vĩnh Long, ở An Giang. Em cũng sửa xong cho anh khách rồi ha. Em test xong ổn thì em sẽ đóng hàng giao cho anh khách. Rồi, em chào tất cả mọi người nha.